Trong chương mục chính luận ngày hôm nay, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Trần Trung Đạo, Đặng Tiểu Bình trong Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Trong chuyến công du các quốc gia Á Châu để chuẩn bị hậu thuẫn dư luận trước khi đánh Việt Nam, Đặng Tiểu Bình tuyên bố Việt Nam là cung đồ, cần phải dạy cho Việt Nam một bài học. Câu Việt Nam là côn đồ được các đài truyền hình Trung Cộng phát đi. Và chính ông Dương Danh Di, nguyên tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, đã xem đoạn phóng sự truyền hình đó và nói rằng tôi không bao giờ có thể quên vẻ mặt lỗ mãng và lời nói bạo đồ đầy giọng tức tối của ông ta qua truyền hình trực tiếp và tiếng người phiên dịch sang tiếng Anh là hooligan, tức là du côn, côn đồ. Tại sao Đặng Tiểu Bình nói câu lỗ mãng đó? Đảng Cộng sản Trung Quốc hy sinh quá nhiều cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Không nước nào viện trợ cho Cộng sản Việt Nam nhiều hơn Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc chiến Việt Nam, Trung Cộng không chỉ viện trợ tiền của mà còn bằng xương máu. Trong tác phẩm Trung Quốc Lâm Chiến, một bộ bách khoa của tác giả Sao Binh Ly Li đã liệt kê các đóng góp cụ thể của 320.000 quân Trung Cộng trong chiến tranh Việt Nam như sau. Trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn từ năm 1964 đến năm 1973, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã lần nữa can thiệp. Tháng 7 năm 1965, Trung Quốc bắt đầu đưa quân vào Bắc Việt, bao gồm các đơn vị hỏa tiễn địa không, phòng không, làm đường ray xe lửa, công binh, vét mìn, hậu cần. Quân đội Trung Quốc điều khiển các dàn hỏa tiễn phòng không, chỉ huy các đơn vị hỏa tiễn địa không xây dựng và sửa chữa đường xá, cầu cống, đường xe lửa, nhà máy. Sự tham gia của Trung Cộng giúp cho Việt Nam có điều kiện gửi thêm nhiều đơn vị Bắc Việt vào Nam đánh Mỹ. Giữa năm 1965 và năm 1968, Trung Quốc gửi sang Bắc Việt 23 sư đoàn gồm 95 trung đoàn, tổng số lên đến 320.000 quân. Vào cao điểm năm 1967, có 170.000 quân Trung Quốc hiện diện. Trong số 5 nhân vật hàng đầu lãnh đạo Trung Quốc giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1980, gồm có Hoa Quốc Phong, Dịp Kiếm Anh, Lý Tiên Niệm, Uông Đông Hưng và Đặng Tiểu Bình, thì Đặng Tiểu Bình là người có hoạt động gần gũi nhất với phong trào Cộng sản Việt Nam. Hơn ai hết, họ Đặng đã tiếp xúc làm việc với các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, biết cá tính từng người và cũng biết một cách tường tận và chính xác những hy sinh của Trung Cộng dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thập niên 1960, Cộng sản Việt Nam sống bằng gạo trắng của Trung cộng, nhưng cũng ngay thời gian đó, quê hương Tứ Xuyên của Đặng Tiểu Bình chết đói trên 10 triệu người. Trong thời gian hai đảng cộng sản cơm không lành canh không ngọt, bộ máy tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam ca ngợi Lê Duẩn như một nhân vật kiên quyết chống bành trướng Bắc Kinh, nhưng đừng quên là hồi tháng 4 năm 1965, chính Lê Duẩn đã sang tận Bắc Kinh để cầu khẩn Đặng Tiểu Bình gửi quân trực tiếp tham chiến. Xung đột biên giới và xô đuổi Hoa Kiều Theo báo cáo Bộ Quốc phòng Trung Cộng, các đụng độ quân sự trong khu vực biên giới giữa các lực lượng biên phòng hai nước đã gia tăng đáng kể sau năm 1975, gồm 752 vụ trong năm 1977 đến 1.100 vụ trong năm 1978. Không chỉ về số lượng mà cả tầm vóc của các vụ đụng độ cũng gia tăng, dù không phải là lý do chính, nhưng những sự đụng độ quân sự cũng là cách gợi ý cho Bắc Kinh thấy giải pháp có thể phải chọn là giải pháp quân sự. Tháng 11 năm 1978, Phó Chủ tịch Nhà nước Uông Đông Hưng và tướng Su Jen chính ủy hải quân, đề nghị đưa quân sang Campuchia và tướng Su Shiyu, tư lệnh quân khu Quảng Châu, đề nghị đánh Việt Nam từ Quảng Tây. Chính sách xô đuổi Hoa Kiều vào 6 tháng đầu của năm 1978 cũng làm cho Trung Cộng khó chịu về ban giao và khó khăn về mặt kinh tế. Đánh Việt Nam để củng cố quyền lực Đặng Tiểu Bình được phục hồi lần chót là vào tháng 7 năm 1977 với chức vụ Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên tất cả chức vụ này không đồng nghĩa với việc thu tóm được quyền lực. Hoa Quốc Phong vẫn là chủ tịch nước và chủ tịch đảng. Các ủy viên bộ chính trị khác như Uông Đông Hưng, người ủng hộ Hoa Quốc Phong, Lý Tiên Niệm, phó chủ tịch nước và phó chủ tịch đảng Cộng sản Trung Quốc đều còn nhiều quyền hành. Sự đấu tranh quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng căng thẳng. Ảnh hưởng của họ đặng chỉ gia tăng sau chuyến viếng thăm Đông Nam Á và đặc biệt là sau Hội nghị công tác Trung ương từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 của năm 1978, cũng như Hội nghị Trung ương Đảng kỳ 3. Trong đó, các kế hoạch hiện đại hóa kinh tế được đề xuất như chiến lược của Trung Cộng trong thời kỳ mới. Trong nội dung chiến lược này, Mỹ được đánh giá như nguồn cung cấp khoa học kỹ thuật tiên tiến để phục vụ các hiện đại hóa và với nỗi sợ bị bao vây. Tuy nhiên, câu nói của họ đặng không phải phát ra từ các lý do trên mà chính từ nỗi sợ bị bao vây. Học từ những bài học cay đắng của mấy ngàn năm lịch sử Trung Hoa, nỗi sợ lớn nhất, ám ảnh thường xuyên nhất trong đầu của các thế hệ lãnh đạo cộng sản Trung Quốc là nỗi sợ bị bao vây tất cả chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1949 đến nay đều bị chi phối bởi nỗi lo sợ đó. Cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger trong tác phẩm về Trung Quốc vừa xuất bản đã trích lại một đoạn đối thoại giữa Phạm Văn Đồng và Chu Ân Lai trong cuộc viếng thăm Trung cộng của họ Phạm vào năm 1968. Chu Ân Lai nói: "Trong một thời gian dài Trung Quốc bị Mỹ bao vây, bây giờ Liên Xô bao vây Trung Quốc, ngoại trừ phần Việt Nam" Phạm Văn Đồng nhiệt tình đáp lại. Chúng tôi càng quyết tâm để đánh bại đế quốc Mỹ bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam. Chu Ân Lai nói đó chính là lý do chúng tôi ủng hộ các đồng chí. Phạm Văn Đồng phấn khởi, chiến thắng của chúng tôi sẽ có ảnh hưởng tích cực tại châu Á, sẽ đem lại những thành quả chưa từng thấy. Chu Ân Lai đồng ý, các đồng chí nghĩ thế là đúng đấy. Chính sách của Đặng Tiểu Bình đối với Liên Xô kế thừa từ quan điểm của Mao, qua đó, sự bành trướng của Liên Xô được xem như là một mối đe dọa đối với hòa bình. Khi Việt Nam rơi vào quỹ đạo Liên Xô sau Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Xô được ký vào ngày 3 tháng 11 năm 78, thì nỗi sợ hãi bị bao vây như Chu Ân Lai chia sẻ với Phạm Văn Đồng không còn là một ám ảnh đầy đe dọa mà là một thực tế đầy nguy hiểm. Campuchia, giọt nước tràn ly không những Trung Cộng sợ bao vây từ phía nam, vùng biên giới Lào, mà còn lo sợ bị cả khối Việt miền Lào bao vây. Để cô lập Việt Nam và ngăn chặn khối Việt miền Lào liên minh nhau, ngay từ tháng 8 năm 1975, Đặng Tiểu Bình cũng đã chia sẻ với Hugh Samphan, nhân vật số 3 trong Khmer Đỏ, khi một siêu cường Mỹ rút đi, một siêu cường khác là Liên Xô sẽ chụp lấy cơ hội mở rộng nanh vuốt tội ác của chúng đến Đông Nam Á. Họ đặng kêu gọi Đảng Cộng sản Campuchia đoàn kết với Trung Cộng trong việc ngăn chặn Việt Nam bành trướng. Hoa Quốc Phong cũng lập lại những lời tương tự khi tiếp đón phái đoàn của Tổng thư ký Đảng Cộng sản Lào Khe Son Phong Vihan nhân chuyến viếng thăm Trung Cộng của Y vào tháng 3 năm 1976. Tháng 8 năm 1978, Việt Nam chính thức tham gia ComCon và tháng 11 cùng năm, Việt Nam đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác có bao gồm các điều khoản về quân sự với Liên Xô. Tháng 12 năm 1978, Việt Nam xâm lăng Campuchia, đánh bật tập đoàn Pol Pot vào rừng và thiết lập chế độ Heng Samrin, thân Cộng sản Việt Nam. Đảng Tiểu Bình xem đó như giọt nước trang ly và quyết định chặt đứt vòng xích bằng cách dạy cho đàn em phản trắc Cộng sản Việt Nam một bài học. Đặng Tiểu Bình chọn phương pháp quân sự để chọc thủng vòng vây. Quyết định của Đặng Tiểu Bình Hầu hết tài liệu đều cho thấy, mặc dù có sự chia rẽ trong nội bộ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, quyết định tối hậu trong việc đánh Việt Nam là quyết định của Đặng Tiểu Bình. Tại phiên họp mở rộng ngày 31 tháng 12 năm 1978, Đặng Tiểu Bình chính thức đề nghị thông qua kế hoạch tấn công trừng phạt Việt Nam, các thành viên tham dự chẳng những đồng ý với kế hoạch đầu tiên tấn công vào Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Cai, mà cả kế hoạch được sửa đổi trong đó có việc phối trí hai binh đoàn có thể tấn công vào Điện Biên Phủ từ Mengla và Vân Nam qua đường Lào để đe dọa trực tiếp đến Hà Nội. Cũng trong phiên họp này, Đặng Tiểu Bình cử tướng Hứa Thế Hữu, tư lệnh cánh quân từ hướng Quảng Tây, tướng Dương Đắc Chí, đương kim tư lệnh quân khu Vũ Hán, chỉ huy cánh quân từ hướng Vân Nam. Soạn kế hoạch trên giấy tờ thì dễ, nhưng với một người có đầu óc thực tiễn như Đặng Tiểu Bình, y biết phải đối phó với nhiều khó khăn. Trong điều kiện kinh tế và quân sự còn rất yếu của Trung Cộng vào năm 1979, đánh Việt Nam là một quyết định vô cùng quan trọng. Đặng Tiểu Bình nắm được bộ chính trị cộng sản Trung Quốc, nhưng về mặt đối ngoại, Đặng Tiểu Bình phải thuyết phục các quốc gia Đông Nam Á, Á Châu và nhất là Mỹ. Lên đường thuyết khách tìm đồng minh Cuối năm 1978, Đặng Tiểu Bình, 74 tuổi, thực hiện một chuyến công du chính thức và lịch sử với tư cách là lãnh đạo tối cao của Trung Cộng để vừa thúc đẩy bốn hiện đại hóa vừa dọn đường đánh Việt Nam. Họ đặng viếng thăm hàng loạt các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Miến Điện, Nepal. Tại mỗi quốc gia thăm viếng, họ đặng luôn đem thỏa ước Việt Xô ra hù dọa các nước láng giềng như là một mối đe dọa cho hòa bình và ổn định Đông Nam Á. Đặng Tiểu Bình phát biểu tại Bangkok vào ngày 8 tháng 11 năm 1978 như sau. Hiệp ước Việt Xô này không chỉ nhắm đến riêng Trung Quốc mà là một âm mưu Xô Viết tầm thế giới. Các bạn có thể nghĩ hiệp ước này chỉ nhằm bao vây Trung Quốc. Tôi đã trao đổi một cách thân hữu với nhiều nước rằng Trung Quốc không sợ bị bao vây. Thỏa hiệp có ý nghĩa quan trọng hơn đối với Á Châu và Thái Bình Dương, an ninh và hòa bình châu Á-Thái Bình Dương và toàn thế giới bị đe dọa. Ngoại trừ Singapore, họ đặng nhận được sự ủng hộ của hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Khối ASEAN lên án Việt Nam xâm lăng Campuchia, Nhật Bản cũng lên án Việt Nam. Trong các chuyến công du nước ngoài, việc viếng thăm Mỹ đương nhiên là quan trọng nhất. Trong phiên họp của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 2 tháng 11 năm 1978, Đặng Tiểu Bình chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Trung Cộng thông báo cho Mỹ biết ý định bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Vào đầu tháng 12, Đặng báo cho các bí thư đảng ủy một số tỉnh và tư lệnh các quân khu rằng Mỹ có thể thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Cộng vào đầu năm dương lịch 1979. Chính bản thân Đặng đàm phán trực tiếp 4 lần với Leonard Woodcock, giám đốc văn phòng đại diện Mỹ tại Bắc Kinh trong 2 ngày, ngày 13 và ngày 15 tháng 11 năm 1978. Trong các buổi đàm phán, họ Đặng đã nhượng bộ Mỹ bằng cách không đưa vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan như một điều kiện tiên quyết để tiến tới bình thường hóa vì họ Đặng nóng lòng giải quyết quan hệ với Mỹ trước khi xâm lăng Việt Nam. Chính thức viếng thăm Hoa Kỳ ngày 28 tháng giêng năm 1979, đặng tiểu bình lên đường chính thức viếng thăm mỹ. ông ta nghĩ rằng mỹ và trung cộng đang tiến tới một đồng minh chiến lược chống soviet trên phạm vi toàn cầu, nhưng không chắc chắn mỹ sẽ ủng hộ ra mặt trong cuộc chiến chống việt nam sắp tới. trong thời gian ở mỹ, đặng tiểu bình gặp tổng thống jimmy carter ba lần. chỉ vài giờ sau khi hạ cánh xuống washington dc, họ đặng yêu cầu được gặp riêng với tổng thống carter để thảo luận về vấn đề việt nam. Đề nghị của họ đặng làm phía Mỹ ngạc nhiên. Chiều ngày 29 tháng Giêng, họ đặng và phái đoàn gồm Ngoại trưởng Hoàng Hoa, Thứ trưởng Ngoại giao Jan Wenjin đến gặp Tổng thống Carter tại Tòa Bạch Ốc. Phía Mỹ, ngoài Tổng thống Carter, còn có Phó Tổng thống Walter Mondale, Ngoại trưởng Cyrus Vance và Cố vấn An ninh Quốc gia Brzezinski. Trong buổi họp, Đặng Tiểu Bình thông báo cho Tổng thống Mỹ biết Trung Cộng đã quyết định chống lại sự bình trướng của Liên Xô bằng cách tấn công Việt Nam và cần sự ủng hộ của Mỹ. Trái với mong muốn của Đặng Tiểu Bình, Tổng thống Carter không trả lời ngay, ngoại trừ việc yêu cầu họ Đặng nên tự chế khi đương đầu với tình trạng khó khăn. Ngày hôm sau, Đặng Tiểu Bình nhận được lá thư viết tay của Tổng thống Carter, trong đó ông có ý ngăn cản họ đặng vì theo Tổng thống Carter, dù Trung Cộng có đánh Việt Nam, Việt Nam cũng không rút quân khỏi Campuchia mà còn làm Trung Cộng xa lầy. Tổng thống Carter cũng nhắc việc xâm lăng Việt Nam có thể làm cản trở nỗ lực của Trung Cộng cổ võ cho một viễn ảnh hòa bình trên thế giới. Tổng thống Carter viết lại trong nhật ký Jimmy Carter, Keeping Faith, Memories of a President, Ngô Bắc Dịch sáng sớm hôm sau họ đặng và tôi một lần nữa hội kiến tại văn phòng bầu dục chỉ có một thông dịch viên hiện diện tôi đã đọc to và trao cho ông ta một bức thư viết tay tóm tắt các lý luận của tôi nhằm ngăn cản một cuộc xâm lăng của trung quốc vào việt nam ông ta đã nhấn mạnh rằng nếu họ quyết định chuyển động họ sẽ triệt thoái các bộ đội trung quốc sau một thời gian ngắn và các kết quả của một cuộc hành quân như thế nhiều phần có lợi và có hiệu quả lâu dài hoàn toàn khác biệt với tối hôm trước giờ đây ông ta là một lãnh tụ cộng sản cứng rắn quả quyết rằng dân tộc ông không xuất hiện với vẻ yếu mềm ông ta tuyên bố vẫn còn đang cứu xét vấn đề nhưng ấn tượng của tôi là quyết định đã sẵn được lấy rồi việt nam sẽ bị trừng phạt Ngày 30 tháng Giêng, trong một cuộc họp khác với Tổng thống Carter, Đặng Tiểu Bình cho biết việc đánh Việt Nam đã được quyết định và sẽ không có gì làm thay đổi. Tuy nhiên, họ Đặng cũng nhấn mạnh chiến tranh sẽ xảy ra trong vòng giới hạn. Đặng Tiểu Bình không mua chuộc được sự ủng hộ công khai của Mỹ để đánh Việt Nam, nhưng ít ra không phải ra về tay Trắng. Tổng thống Carter, để lấy lòng khách hàng khổng lồ và đồng minh chiến lược chống Liên Xô, đồng ý cung cấp thông tin tin tức tình báo các hoạt động của 50 sư đoàn Liên Xô trong vùng biên giới phía Bắc Trung Hoa. Mỹ cũng dùng vệ tinh để theo dõi trận đánh biên giới và cũng nhờ những tấm ảnh chụp được từ vệ tinh mà các cơ quan truyền thông biết ai đã dạy cho ai một bài học trong chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979. Trong buổi họp riêng với Tổng thống Carter trước khi lên máy bay, họ đặng khẳng định Trung Quốc vẫn phải trừng phạt Việt Nam chuyến viếng thăm Mỹ là một thành công. Dù Mỹ không ủng hộ nhưng chắc chắn họ đặng biết cũng sẽ không lên án chung cộng xâm lược Việt Nam. Trên đường về nước, họ đặng ghé qua Tokyo lần nữa để vận động sự ủng hộ của Nhật Bản. Hai ngày sau khi trở lại Bắc Kinh, ngày 11 tháng 2 năm 1979, họ đặng triệu tập phiên họp mở rộng của Bộ Chính trị và giải thích đặc điểm và mục tiêu của cuộc tấn công Việt Nam. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Đặng Tiểu Bình xua khoảng từ 300.000 đến 500.000 quân tùy theo nguồn ghi nhận tấn công Việt Nam. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã ở đâu trong ngày hành quân Trung Cộng tràn qua biên giới? Trong khi Đặng Tiểu Bình chuẩn bị một cách chi tiết từ đối nội đến đối ngoại cho cuộc tấn công vào Việt Nam, các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã bị Cộng sản Trung Quốc tẩy não sạch đến mức nghĩ rằng người Cộng sản đàn anh dù có giận cỡ nào cũng không nỡ lòng đem quân đánh đàn em Cộng sản Việt Nam. Dương Danh Di, nguyên tổng lãnh sự tại Quảng Châu nhắc lại, trong tận đáy lòng chúng tôi vẫn hy vọng có thể một cách ngây thơ rằng Việt Nam và Trung Cộng từng quá gần gũi và hữu nghị. Họ, tức Trung Cộng, chẳng lẽ thay đổi hoàn toàn với Việt Nam quá nhanh và quá mạnh như thế? Khi hàng trăm ngàn quân Trung Cộng tràn sang biên giới, Thủ tướng Cộng sản Phạm Văn Đồng và đại tướng tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng vẫn còn đang viếng thăm Campuchia. Tình báo Việt Nam không theo dõi sát việc động binh ồ ạt của Trung Cộng và cũng không xác định được hướng nào là trục tiến quân chính của quân Trung Cộng. Tác giả Seo Minh Jan viết trong tái đánh giá cuộc chiến Trung Việt năm 1979 Rõ ràng tình báo Việt Nam thất bại để chuẩn bị cho việc Trung Quốc xâm lăng. Và mặc dù Trung Quốc nhiều tháng trước đó đã có nhiều dấu hiệu chiến tranh, các lãnh đạo Việt Nam không thể nào tin nước xã hội chủ nghĩa anh em có thể đánh họ. Dù bị bất ngờ, hầu hết các nhà phân tích quân sự, kể cả nhiều tác giả người Hoa cũng thừa nhận khả năng tác chiến của phía Việt Nam vượt xa khả năng của quân đội Trung Cộng. Tạp chí Time tổng kết dựa theo các nguồn tin tình báo của Mỹ. Chỉ riêng trong hai ngày đầu thôi, và khi các quân đoàn chính quy của Việt Nam chưa được điều động đến, dân quân Việt Nam vùng biên giới đã hạ 4.000 quân chủ lực của Trung Cộng. Tác giả Sao Binh Ly trong bài viết Quân đội Trung Cộng học bài học gì dựa theo khảo cứu A History of Modern Chinese Army đã mô tả quân Trung Cộng chiến đấu tệ hại hơn cả trong chiến tranh Triều Tiên mấy chục năm trước. Nếu ngày đó giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam không tin tưởng một cách mù quáng vào ý thức hệ Cộng sản và tình hữu nghị Việt Trung, nhiều ngàn thanh niên Việt Nam đã không chết, Lạng Sơn đã không bị sang bằng, hai tiểu đoàn bảo vệ thị trấn Đồng Đăng chống cự lại hai sư đoàn Trung Cộng đã không phải hy sinh đến người lính cuối cùng. Bài học lịch sử từ chiến tranh biên giới 1979. Từ đó đến nay, khi đánh, khi đàm, khi vuốt ve, khi đe dọa. Nhưng các mục tiêu của chủ nghĩa bành trướng Trung Cộng đối với Việt Nam từ chiến tranh biên giới năm 1979 cho đến hội nghị thành đô năm 1990 vẫn không thay đổi. Trung Cộng bằng mọi phương tiện sẽ buộc Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng về chế độ chính trị, là một phần không thể tách rời trong toàn bộ chiến lược an ninh châu Á của Trung Cộng và độc chiếm toàn bộ các quyền lợi kinh tế vùng biển Đông, bao gồm cả các vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa đang tranh chấp đặng tiểu bình trước đây và các lãnh đạo cộng sản trung quốc hiện nay sẵn sàng dùng bất cứ phương tiện gì để thực hiện các chủ trương đó kể cả việc xóa bỏ nước việt nam trong bản đồ thế giới bằng một chính sách đánh phủ đầu đừng quên họ đặng đã từng chia sẻ ý định này với tổng thống jimmy carter bất cứ nơi nào liên xô thò ngón tay tới chúng ta phải chặt đứt ngón tay đó đi đặng tiểu bình muốn liên minh quân sự với mỹ như kiểu nato ở châu âu để triệt tiêu liên xô tại châu á Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger giải thích quan điểm này của họ đặng trong tác phẩm về Trung Quốc của ông. Những gì Đặng Tiểu Bình đề nghị về căn bản là chính sách đánh phủ đầu, đó là một lĩnh vực trong chủ thuyết quân sự ngăn chặn tấn công của Trung Quốc. Nếu cần thiết, Trung Quốc sẽ chuẩn bị phát động các chiến dịch quân sự để phá vỡ kế hoạch của Liên Xô, đặc biệt tại vùng Đông Nam Á. Đông Nam Á và ngón tay theo ý của Đặng Tiểu Bình, tức là Việt Nam, và liên kết quân sự theo dạng NATO không phải là để dời vài cột mốc dỡ một đoạn đường rầy xe lửa đụng độ biên giới lẻ tẻ, mà là cuộc tấn công phủ đầu, triệt tiêu, có tính quyết định trước khi Việt Nam có khả năng chống cự. Ngoại trưởng Mỹ bà Madeleine Albright có câu nói rất hay, lịch sử chưa bao giờ lặp lại một cách chính xác nhưng chúng ta phải gánh lấy tai họa nếu không học từ lịch sử với chiến tranh lạnh đang diễn ra tại châu á hiện nay và với nền kinh tế trung cộng phát triển nhưng không lối thoát cho bộ máy chính trị độc tài toàn trị đang được chạy bằng nhiên liệu đại hán cực đoan chiến tranh sẽ khó tránh khỏi dù các bên có muốn hay không việt nam quốc gia vùng trái độn giữa hai quyền lực thế giới chưa bao giờ đứng trước một lựa chọn sinh tử như hôm nay một người có trách nhiệm với tương lai đất nước dù cá nhân có mang một thiên kiến chính trị nào cũng phải biết thức tỉnh biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên biết chọn hướng đi thích hợp với đà tiến văn minh dân chủ của thời đại chấm dứt việc cấy vào nhận thức của tuổi trẻ một tinh thần bạc nhược đầu hàng lịch sử đã chứng minh Trung cộng giàu mạnh nhưng không phải là một quốc gia đáng sợ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của người Việt Nam là sợ chính mình không đủ can đảm vượt qua quá khứ bản thân, không đủ can đảm thừa nhận sự thật và sống vì tương lai của các thế hệ con cháu mai sau.